Tiếp nối những thành công của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất diễn ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện Saipan, tỉnh Savannakhet, Lào vào tháng 12 năm 2021. Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai được tổ chức từ ngày 22 đến 23 tháng 10 tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Sốp Bao, tỉnh Hủa Phăn, Lào đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu đậm về tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân và dân hai nước. Hôm nay là một ngày đặc biệt với thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, khi được đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chân Sa Mòn Chân Gia Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn đại biểu quân đội hai nước đến dự lễ khánh thành công trình khu phòng học của nhà trường. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng nhân dịp giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai. Với 12 phòng học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cho cả học sinh và giáo viên. Trong đó có phòng tin học với 30 bộ máy tính. Công trình sẽ mang đến một môi trường học tập chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh phát triển toàn diện về kiến thức. Với cái công trình khang trang và cái cơ sở vật chất như vậy, thì thầy trò nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng giáo dục của học sinh trong nhà trường, đặc biệt là cái nhiệm vụ giảng dạy cho các em học sinh là người dân tộc. Con cảm thấy trong lòng mình rất là vui và hạnh phúc. Con mong thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam và Lào sẽ ngày càng khăng khít, tình cảm sẽ ngày càng phát triển hơn ạ. Chung điểm vui, thầy trò trường tiểu học trung học cơ sở Pa Hang, huyện Sốp Bao, tỉnh Hủa Phăn, Lào cũng đã đón nhận những món quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng. Chúng tôi rất cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Lào đã quan tâm tạo điều kiện để nhà trường có được cơ sở vật chất tốt hơn, phục vụ cho công tác dạy và học của các thầy cô giáo và các em học sinh. Phát biểu tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng các cháu học sinh sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước và trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Vui mừng khi thấy các cháu đều khỏe mạnh, vui tươi, năng động, được học tập và lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương và sự quan tâm. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được biết lãnh đạo địa phương và ban giám hiệu nhà trường hết sức quan tâm, chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục cho các cháu học sinh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Thầy và trò nhà trường đã luôn khắc phục khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, cơ sở vật chất để lan tỏa tri thức, gieo mầm tương lai. Khẳng định tương lai của mảnh đất vùng biên này chính là những lớp học sinh, những măng non của hai đất nước. Đại tướng Chân Sa Mòn Chân Gia Lạt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của sự nghiệp giáo dục để những thế hệ tương lai kế thừa sự nghiệp cách mạng trong thời gian tới. Quan trọng là xây dựng tư duy, nhận thức trong cuộc sống tập thể, có kỷ luật đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, đào tạo các cháu có đạo đức, có trình độ văn hóa, trở thành nguồn lực quý giá là tương lai của quốc gia, trở thành cán bộ chiến sĩ để kế thừa sự nghiệp cách mạng trong thời gian tới. Nổi bật trong giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần này là hai bên đã tổ chức diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới. Trong diễn tập này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La Việt Nam đã phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn Lào, tổ chức thiết lập Sở Chỉ huy Liên hợp, vận hành cơ chế, thống nhất phương án, triển khai đội hình, phục kích, sẵn sàng đánh bắt tội phạm, thực hành đánh bắt tội phạm qua biên giới, kiểm tra kiểm soát, đánh bắt nhóm tội phạm ma túy tại trạm biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, truy đuổi ngăn chặn, đánh bắt nhóm đối tượng chạy về hướng nội địa và giải cứu con tin. Huấn luyện liên hợp như thế này, chúng tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý, đánh bắt tội phạm. Thông qua cuộc diễn tập này, tình đoàn kết giữa các lực lượng chức năng của hai nước cũng được nâng cao hơn nữa. Chúng tôi có cái nhận thức chung là biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đó là cái môi trường, là cái điều kiện thuận lợi nhất để cho nhân dân hai nước phát triển.
trong chiến tranh hai nước đã cùng chiến đấu, cùng chung một chiến hào rồi. Bây giờ hòa bình rồi thì hai bên càng phải gắn bó hơn nữa, phát huy truyền thống và khắc phục những khó khăn để không những ở nội địa mà ở biên giới cũng vậy. Hai bên biên giới, công dân ở hai nước là phải có được hạnh phúc, phải có được sự bình yên. Thành công của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai khẳng định hiệu quả của hoạt động này trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Qua đó, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và bền vững. Chung bước đi lên xây đắp mối tình, tình Việt Lào anh em, tình Việt Lào anh em, mãi mãi không bao giờ.